Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5 năm 2024, tin từ phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, gần 2.000 người đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản phạt nồng độ cồn. Trong kỳ nghỉ lễ, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng xuyên suốt có mặt tại những điểm có nguy cơ cao xảy ra ủng tắc giao thông trước trong và sau kỳ nghỉ lễ để kịp thời điều tiết phân luồng giao thông dưới thời tiết nắng nóng. Theo đó, từ ngày 27 tháng 4 đến 30 tháng 4, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản gần 5.900 trường hợp, trong đó nồng độ cồn là lỗi có đến gần 2.000 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng lập biên bản gần 650 trường hợp vi phạm tốc độ, 24 trường hợp điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, 600 trường hợp dừng đổ không đúng nơi quy định, 371 trường hợp đi sai phần đường, làn đường, đi ngược chiều 108 trường hợp. Cảnh sát giao thông đã tước bằng lái có thời hạn hơn 1.100 trường hợp, tạm giữ gần 2.400 phương tiện và dự kiến phạt hơn 13,2 tỷ đồng. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng xuyên suốt có mặt tại những điểm có nguy cơ cao xảy ra ủng tắc giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ để kịp thời điều tiết phân luồng giao thông dưới thời tiết nắng nóng. Đặc biệt, một số khu vực có công trình đang thi công như tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn qua nút giao An Phú, đang thi công hầm chui và cầu vượt nên lòng đường bị thu hẹp, không đảm bảo cho lượng phương tiện lưu thông đông đúc khiến dòng phương tiện di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông thành phố đã chủ động phân luồng từ xa để hạn chế tối đa tình trạng ôm tắc kéo dài. Song song đó, cảnh sát giao thông cũng quan sát hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường để kết nối lực lượng có liên quan giải quyết nhanh chóng các sự cố về giao thông. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube báo Thanh niên. Kính ơn quý vị theo dõi.